Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyên gia cảnh báo F0 khỏi bệnh có thể tái nhiễm COVID-19 chỉ sau từ 2 đến 3 tuần. Số ca mắc mới phá vỡ mọi kỷ lục buồn, vượt mốc 27.000 ca, lo ngại sớm muộn rồi ai cũng sẽ mắc COVID-19. F0 than trời không tiếp cận được với y tế, Hải Phòng ra văn bản hỏa tốc yêu cầu chấn chỉnh. Nghệ An, ngày nào F0 chưa tiếp cận được thuốc, ngày đó tình trạng bán thuốc chui còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ F0 không qua khỏi tại Mỹ tăng cao do người dân sợ đến bệnh viện điều trị với chi phí quá cao. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin từ quý vị trong bản tin ngày hôm qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam đã nhiễm COVID-19 tới 2 lần trong vòng hơn 2 tháng. Ngay sau đó thì một số khán giả đã đặt câu hỏi rằng tại sao lại có chuyện tái nhiễm nhanh đến như vậy. Trên thực tế, việc tái nhiễm COVID-19 không hề hiếm và thời gian tái nhiễm có thể chỉ rơi vào khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần sau khi vừa khỏi bệnh, thậm chí là tái nhiễm ngay lập tức dù mới khỏi bệnh. Nguy cơ tái nhiễm lại càng lớn với biến chủng Omicron. Đây là loại biến chủng được các chuyên gia dự báo sẽ sớm trở thành biến chủng trội tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nguy cơ tái nhiễm COVID-19 đang dần trở nên hiện hữu. Vấn đề này sẽ được chia sẻ trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Số ca mắc mới phá vỡ mọi kỷ lục buồn, vượt mốc 27.000 ca, lo ngại sớm muộn rồi ai cũng sẽ mắc COVID. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố thêm 27.311 ca tại 60 tỉnh thành, cao nhất từ trước tới nay. Điều đáng lo ngại là số ca cộng đồng cũng ghi nhận mức kỷ lục 19.217 ca, tăng 10.449 ca. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 2.981 ca trong ngày. Tiếp đó là rất nhiều tỉnh thành ghi nhận số ca mắc cao như Nam Định 1.842 ca, Hải Dương 1.681 ca, Nghệ An 1.550 ca, Hải Phòng 1.394 ca, Thái Nguyên 978 ca, Ninh Bình 951 ca, Đà Nẵng 940 ca, Vĩnh Phúc 931 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 22.366 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ qua cũng ghi nhận 78 ca không qua khỏi. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.649 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. F0 than trời không tiếp cận được với y tế. Hải Phòng ra văn bản hỏa tốc yêu cầu chấn chỉnh. Trước hiện tượng F0 điều trị tại nhà chưa tiếp cận được với dịch vụ y tế, người dân than khó khi liên hệ với trạm y tế lưu động. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh hoạt động của trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố, yêu cầu đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất theo quy định phòng chống dịch. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chủ trì cùng với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm y tế lưu động, khẩn trương giải quyết cụ thể hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắc, xử lý nghiêm những đơn vị lơ là trong công tác hỗ trợ, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 1.511 ca nhiễm COVID-19 mới, được ghi nhận tại 14 trên 15 quận huyện trên địa bàn. Trong đó, 1.452 trường hợp là số ca mắc trong cộng đồng tự đi làm xét nghiệm. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nghệ An, ngày nào F0 chưa tiếp cận được thuốc, ngày đó tình trạng bán thuốc chui còn diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, hiện nay trên địa bàn đang xảy ra tình trạng nhiều cá nhân, đơn vị đang buôn bán chui thuốc điều trị COVID-19 Monupiravir. Nhiều người bệnh do chưa tiếp cận được thuốc từ ngành y tế hoặc vì quá lo lắng cho sức khỏe nên đã chấp nhận chi ra hàng triệu đồng để mua thuốc trái quy định, dù biết rằng việc mua bán sử dụng thuốc Monupiravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Để giải quyết tình hình trên, Sở Y tế tỉnh này đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn không được mua bán thuốc chứa hoạt chất Monupiravir, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, dư luận nhiều ý kiến cho rằng có cầu, ắt sẽ có cung. Muốn giải quyết dứt điểm tình trạng này thì ngành y tế trước tiên phải cung cấp đủ thuốc cho người dân. Chỉ có như vậy thì người dân mới không lâm vào tình cảnh cực chẳng đã, phải đi lùng mua thuốc điều trị tại chợ đen với giá cao ngất ngưởng. Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 1.186 ca mắc COVID-19, trong đó có 260 ca cộng đồng. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Chuyên gia cảnh báo F0 khỏi bệnh có thể tái nhiễm COVID-19 chỉ sau từ 2 đến 3 tuần. Dẫn thông tin từ chuyên trang khoa học của báo điện tử Vietnam Plus,
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ đã chỉ ra rằng F0 mắc biến chủng Delta sau khi khỏi bệnh hoàn toàn có khả năng tái nhiễm chỉ sau từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, nếu F0 tiếp xúc với nguồn bệnh là biến chủng Omicron thì dường như có khả năng tái nhiễm ngay lập tức. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nguy cơ tái mắc COVID-19 do nhiễm biến chủng Omicron cao hơn rất nhiều so với biến thể Delta. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do khả năng né tránh miễn dịch của biến thể này. Tiến sĩ D.S. Rana, Chủ tịch Bệnh viện Sir Gangaram của Ấn Độ cho biết, sau khi khỏi bệnh COVID-19, cơ thể người mắc bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mức độ sinh kháng thể của mỗi cá nhân từng dương tính với SARS-CoV-2 là khác nhau và ở một số trường hợp thì mức độ kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh là không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể khỏi tái nhiễm hoặc tồn tại không đủ lâu để giúp họ miễn nhiễm hoàn toàn với virus trong thời gian dài. Theo những phát hiện trước đây, khả năng miễn dịch tự nhiên của con người vẫn ở mức cao nhất trong 3 đến 5 tháng sau khi khỏi bệnh rồi bắt đầu giảm xuống. Số lượng kháng thể ít dần và mức độ miễn dịch thấp gây ra rủi ro. Tuy nhiên, các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang trở nên tinh danh hơn với khả năng né tránh kháng thể và lây lan nhanh tới các cơ quan trong cơ thể. Hệ miễn dịch của vật chủ theo đó không còn khả năng nhận biết và loại bỏ mầm bệnh. Tuy hầu hết bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng và có triệu chứng rất nhẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Tỷ lệ F0 không qua khỏi tại Mỹ tăng cao do người dân sợ đến viện điều trị với chi phí quá cao. Theo WHO, Mỹ đã vượt qua mốc 900.000 ca không qua khỏi vào cuối tuần vừa qua, và con số này có thể lên 1 triệu người vào tháng 4. Về nguyên nhân của vấn đề, lãnh đạo WHO nhận định có 3 lý do. Thứ nhất, hệ thống y tế Mỹ không đánh giá đúng sự nguy hiểm của bệnh COVID-19, F0 sợ đến viện vì chi phí điều trị quá cao. Thứ hai, tỷ lệ xét nghiệm thấp, số lượng F0 không báo cáo trong cộng đồng cao. Thứ ba, tỷ lệ tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường thấp. Ngành y tế Mỹ thực sự không có cái nhìn nghiêm túc trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Họ coi đây là một căn bệnh đặc hữu thông thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số ca không qua khỏi tại Mỹ ngày càng gia tăng. Người Mỹ cũng sợ viện phí tốn kém nên ngại tới bệnh viện khi mắc COVID-19. Trong khi ở các quốc gia khác, người dân sẵn sàng tiếp cận hệ thống y tế nhiều hơn khi được miễn phí điều trị. Ngoài ra, các quan chức CDC thừa nhận rằng cơ quan này không thể theo dõi kết quả xét nghiệm tại nhà, những ca bệnh chưa được thống kê và sẽ tác động tới tỷ lệ không qua khỏi. Nguyên nhân thứ ba là do hạn chế trong việc tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết mới chỉ có khoảng 64% người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19, dù nguồn cung vaccine rất dồi dào. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!